Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay, 23 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22 tháng 5 đến 8 giờ ngày 23 tháng 5, như Kiến Thiết, Tuyên Quang là 346,2 mm, Minh Quang, Vĩnh Phúc 232,4 mm, Đông Lai, Hòa Bình 229,4 mm. Dự báo từ nay đến 24 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa phổ biến từ 100 cho đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Mưa có thể xuất hiện vào thời điểm bất kể trong ngày, nhưng thời gian mưa tập trung nhiều hơn vào chiều tối, đêm và sáng. Nhiệt độ ngày đêm đều dưới 27 độ. Thành phố Đà Nẵng nằm xa về phía nam của dải mây dông, nên chiều tối nay mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Còn trưa chiều trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây. Nhiệt độ vì thế ở mức khá mát mẻ, ngày đêm chỉ từ 25 cho đến 30 độ. Còn các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trời cũng có nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20 cho đến 50 mm trong 24 giờ, có nơi trên 80 mm trong 24 giờ. Mưa dông tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều tối đêm nay vẫn lặp lại những cơn mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nên các bạn cần lưu ý tránh di chuyển trên những đoạn đường nhiều cây cổ thụ trong khi xảy ra mưa dông. Nhiệt độ ngày đêm tại thành phố dao động trong khoảng từ 25 cho đến 32 độ. Đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 23 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.